Hello mọi người, tôi quay trở lại nè. Thì hôm nay chúng ta sẽ là ngày thứ 14, ok chưa? Thì vẫn như mọi khi chúng ta vào làm full nhiệm vụ hàng ngày xong chúng ta đi ra nha. Còn cái việc cày ải đồ á là do mấy bạn cày chứ mình là mình bận học mà không có thời gian mình cày đâu. Mọi những chuyện mấy bạn cày thế là cho chuẩn không? Không cảm thấy ăn chuối không? Cày ăn chuối. Làm nhiệm vụ thì cứ làm kiểu như mình là cứ làm từ trái sang phải á, nhanh lắm, 10-15 phút làm bị trái không phải. Đó. Vào nhà ghiêu nè, lăn lên rồi gạch cha quay phí đánh hang động quét. Mà nhanh thì chưa gì á, là chỉ cần một clip nữa là chúng ta đã tới ngày 15, hay chính xác hơn á là xong một tờ lịch của Corona. Tại vì mỗi một tờ lịch có 15 ngày thôi mọi người ạ. Mỗi một tờ lịch chỉ có 15 ngày thôi. Thì à, cũ của tôi thì tôi chơi đến cái tầm hai mươi mấy tờ lịch rồi, 22. Còn bây giờ thì để ngày mai, thì ngày mai là chúng ta sẽ nhận được một cái thẻ quay các trạm biến thẻ màu hồng đó, chúng ta rất là cần nha. Ấy làm từ trái sang phải là phải đánh đánh cho xong, đánh cho xong nhiệm vụ trước cả rồi mới đến nhiệm vụ đặc biệt. Rồi nhận thôi. Bị rớt xuống rồi, lần trước chúng ta lên hạng 6.000 mà bị đánh rớt xuống rồi, khá là buồn. Mấy bạn thấy không, mình cấp 55 mà mình đánh thua một thằng cấp 45 đó, cấp 46 rồi ha, tại vì có Miyako nè. Ảo chưa? Ừ. Ảo ma Canada. Cái khoản đầu gian, gian đầu game tôi nói rồi, găng chi phối mọi thứ. Chán. Để chăng tôi răng 6 giờ câu lắm, không dễ giết đâu. Ở được chứ. Ok, hay quá. Shinobu chưa kịp làm gì, chạy 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 lon ton tới, nó ngồi ba đứa nó ngồi nó nã cái chết mẹ, chưa kịp làm gì lon ton nó nã chết mẹ luôn. Ok, đây là ba cam bố kim cương. Có Miyako thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ở chỗ này này chúng ta hết tiền quân rồi, chúng ta làm mới lại thôi. Cái chơi kiểu tàn tàn với mình á, mấy bạn biết mà, kiểu mình là người chơi miễn phí, mấy bạn hiểu không? Mình là người chơi miễn phí thì mấy bạn mới biết kiên nhẫn. Chứ mấy bạn không thể đòi một hai ngày mạnh lên liền cũng no, không thể nào. Người ta nạp thẻ nè, người ta bỏ tiền ra trong game mà, người ta cái gì ta, người ta quay lại nè, quay lại hero nhiều lần để kiếm được con người ta cần, còn bạn thì không. Bạn giống như mình, bạn chỉ tạo tài khoản và bạn chơi vậy thôi, bạn không không có quay lại hero, đã cũng không có mua ạt gì hết trơn á. Thì có thể là nếu mà tối đa là cuối tuần này á, tôi sẽ ra một clip là về những con tướng limited
những con tướng limited, xếp hạng những con tướng limited mà chúng ta đã có trong suốt khoảng thời gian 1 năm qua nha. Thì suy cho cùng á, để nói trước luôn, cái bảng xếp hạng đó là dựa trên suy nghĩ cá nhân, nên kiểu mọi người đừng đừng có đặt quá nhiều kỳ vọng là nó sẽ chính xác 100%. Nhưng mà mình bảo đảm là mình bảo đảm là mình chính xác tối đa là 60-70% nha mọi người, chứ chứ không phải là kiểu là làm sai hoàn toàn đâu. Nói chung á là cho mọi người thấy được một cái nhìn tổng quát ha, một cái nhìn tổng quát là nó là những con tướng 3 sao đó từ 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 thế nào. Thì lúc tôi làm á là kiểu tôi sẽ đọc kỹ năng, ok chưa? Tôi sẽ show cho mọi người thấy kỹ năng của từng con luôn, thì tôi nghĩ clip nó sẽ khá là dài. Lúc đầu là tôi cũng tính cho mọi người show kỹ năng luôn, clip khá là dài, nhưng mà đã làm bảng đánh giá nhân vật xếp hạng thì nếu mà không không có show cho thấy kỹ năng của những con đó thì xếp hạng thì người ta sẽ kêu kiểu ủa sao gì bất công, thì tại sao con này lại xếp hạng A rank, con này lại xếp hạng S rank, cái kiểu đồ người ta sẽ kêu bất công, nên bắt buộc là phải show kỹ năng thôi mọi người, hiểu không? Ủa show kỹ năng thì clip đó hơi dài, chắc có tầm, tôi nghĩ chắc có tầm gần 1 giờ đồng hồ á, giờ đồng hồ tối đa đó. Đó là tôi tính, còn tôi không biết mọi người tính như thế nào. Thành ra vậy rồi này bạn tiếng phép nhiều. Bạn tiếng phép của các cuộc tạm mặc kỳ giờ kiểu nhìn qua màu gì chắc là răng 5 răng 6 nhờ, 30 skill nhanh gớm mà. Nếu mà tìm bạn phép nhiều á thì tiền quân phải là Kuka mới được, tại Kuka khắc tướng phép mà chúng ta không có, khá là buồn. Chắc có Kuka là qua dễ không, mà sát tướng phép thì tướng phép trong game này là đánh không bao giờ hụt quá, là nó khỏe lắm. Nó xài chiêu xong nó bắn chết tỉ mẹ luôn. Ờ, Kasumi nó chưa xài chiêu à, nó xài cái chiêu mà không có lại gần nó được, tiếc ghê. Các bạn thấy không, mình cấp 50 mấy đó mà mình đánh không lại cấp 40 mấy đó, mấy bạn thấy chưa, thấy cái hậu quả của việc không có bia cố của ai rồi. Nếu mà có hai con đó thì dư sức qua đó, nó xét được phép trong game này đánh không bao giờ hụt, bởi vì nó khá là yên ba mọi người hiểu không? Giờ cô thì kèo khó quá, giờ cô phải có cái phương phép thì mới gây chủng đem cho nó được, sát thương vật lý gì nó ngồi nó khắc được mà.
không không răng 5 răng 6 thì nó ngồi lên spam chiêu đúng nhanh luôn, mình thì spam chiêu chậm như cứt. Tamaki làm hết. Thôi level up cái gì? chỉ trong game chỉ bậy bậy cứt ra. Khoảng thời gian đầu game này cấp trả lại cái lồn gì á, nó thẳng ra là vậy luôn á, răng thấp thì không làm gì đâu. Tôi hơn cái tặng mười mấy cấp tôi còn bị ăn hành. Răng thấp nó làm, răng thấp làm ăn gì? Vậy chắc là xong ngủ rồi nha. Ừ. Giờ vào quét ấy thôi. Cái mấy cái ải này thôi. Nó shop thì nó cũng thiếu gì đâu. À, anh cho display cái này cần mà. Rốt thôi cần gì được rồi. Cái bệnh kinh nghiệm chúng ta mua nhiều quá nó giờ dư rồi. Hả, dư mất rồi. Mua nào con số này đụng tới 60 chúng ta dân. Tính ra thì sự kiện chúng ta là còn còn mấy ngày nhỉ? Để nó coi, nó coi vào phần notice nè. À không, notice là cái tờ thư á. Bên nào nó kéo dài từ 18 tháng 3, 23 tháng 3, hôm nay là ngày cuối rồi. Ok. Hôm nay là ngày cuối. Nhận hết rồi. Cái tầm này cày cho lên cấp cao thôi. Lên cấp cao chúng ta qua ải 6 được, chúng ta tới ải 7 chúng ta quẩy. Bây giờ tôi ngồi tôi đi. Tôi đi ải 6 rồi, tôi thấy nó đánh thường vài cái lên chết mẹ rồi. Nó rỉ, nó ngồi nó rỉ hai con mấy cái con máu thấp á. Không có cư ca hút sát thương á, khó lắm luôn. Cư ca hút sát thương khó khủng khiếp luôn. Tôi nghĩ chúng ta nên đánh ải 6 để lấy đi. Đây là tụi này mới cấp nhiêu à, tụi này mới cấp 42, ta cấp 50 mấy, ta hơn rất là nhiều cấp mà vẫn không đánh lại. Tôi thật sự không hiểu tại sao luôn hả. Vẫn không đánh lại, không phải là không đánh lại nhưng mà kiểu là đánh xong thì chết hết á. Bản thân tôi là không thích. Bạn thấy cái con này nó rỉ nè ha, nó rỉ cái con hàng sau nè, phải mẹ cái mình đánh bệnh học rỉ nè ha. Nếu có cưa ca thì dễ hơn, tại vì cưa ca hút toàn bộ sát thương, hút toàn bộ sát thương vào trong mắt, nên kỹ tất cả mấy cái con rỉ máu này coi như là phế, là không làm gì á, tại không có đụng tới hàng sau được.
nó có con nó ngồi nó rỉ miết à ha, con này nó rỉ miết thôi. Mấy bạn thấy không, đẳng cấp cao cũng là một cái lợi hả. Rồi không chịu được rồi, cứ bị nó rỉ liên tục tới chết. Sujime mình chưa nâng cấp thì phải, chưa nâng là yếu quá. Mà chưa nâng cấp, nâng lên. Kiểu này dễ bốc hơi quá. Skill nè. Úi giời. Chỉnh một chút đi. Hụt phục hồi nhiều quá mà không có đem to để giết quái cũng vậy à. Hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ xong rồi mà đúng không? À, làm nhiệm vụ xong rồi thì ok, thì ngày hôm nay tôi làm clip tới vậy thôi nha. Thì mọi người rảnh thì mọi người nhớ cài đặt nha. Tôi sẽ để ở dưới cái phần mô tả, là tôi nghĩ bây giờ là mọi người nên đạt cấp 65 đi là vừa. Đạt cấp 65 mà mọi người vẫn đang ở trong i7, chưa cần đi hết i7 đâu, mọi người vẫn ở trong i7 là ok. Bye bye.